hạm đội Nga tung video tiêm kích Su-30SM tấn công USV Ukraine. Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, các tiêm kích đa nhiệm Su-30SM của lực lượng này đã thực hiện thành công nhiệm vụ phá hủy xuồng không người lái USV Ukraine. Các phi công điều khiển Su-30SM thuộc Trung đoàn Tấn công Đường không của chúng tôi đã nhận được dữ liệu từ người điều khiển hệ thống trinh sát về việc phát hiện USV Ukraine hoạt động trên biển. Kết quả của các hoạt động tác chiến là tất cả khí tài của đối phương bị phá hủy, thông cáo từ hạm đội Biển Đen viết. Trong đoạn video được hãng tin TASS trích dẫn, tốp chiến đấu gồm 2 chiếc Su-30SM đã lần lượt thả bom cũng như nã đạn từ súng máy lắp trên chiến cơ nhằm vào mục tiêu của đối phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các phi công đã điều khiển tiêm kích trở về căn cứ an toàn. Việc phá hủy USV là nhiệm vụ khó khăn khi mục tiêu nhỏ và khó phát hiện trên biển. Đồng thời, bạn phải nhắm mục tiêu trong chớp mắt khi thực hiện việc bổ nhào máy bay, một phi công trong tốp điều khiển chiến cơ Su-30SM nói.